đi ngồi nắp rồi. Ơ, người ta không cho xiên em à. Rồi sao hả? Ảo thật đấy. Chờ. Nhưng mà sao cái này nó nóng nè, chim còn nóng nha. Chim nóng nhưng mà ăn kiểu gì à? Đang bóc đúc em à. Anh. Hả? Mình có hai cái ống hút kìa. Hay là mình lấy ống hút mình gắp được không? Còn cái cốc này thì mình vẫn uống bóc, mình bóc cái nắp ra để uống. À. Lấy này làm đũa. Ừ. Anh thấy dân dã chưa? tận dụng hết nước ạ. Em thì phạm anh coi thứ coi đó giờ anh chưa lấy ống hút làm đũa bao giờ. Rồi cái này cứ thế là uống ha. Ok luôn. Lấy này. Mà mới gắp được ạ. Sao không cho miếng bánh luôn mà cho mớ rau như là bò ăn á trời. Nhưng anh thấy hợp lý không? Được mà đúng không? Hợp lý ạ. Cái này chúng ta thôi coi như là trong cái rủi có cái may. Trời thấy sao? Ngon á. Sao mặt mình vẫn ngon, ngon kiểu gì vậy? Ngon kiểu đã khác á. Táo. Đúng rồi. Táo á. Ngon thiệt đó. Đây, thơm của em. Cam thơm. Bọc này là để đựng xương nè. Bọc này đựng xương là đúng bài. Hai xương mình quăng đây cho cá ăn ta. Đựng vứt ni lông xuống rồi được. Nha. Cũng đúng mà đúng. Lấy. Cái này dằn lại em thôi bay. Thấy thử không? Nó sẽ có cái cam mà nó chua chua dưới. Anh lại thấy ngọt nước. Ngọt á? Ừ. Em thấy kiểu nó chua chua nhỉ. Anh nhìn anh thấy ngọt nước. Cái đậu phộng này mình sẽ cho vào chim đúng không? Thế nhưng bây giờ mình đổ ra đây hả? Mình đổ ra đây mình trộn hay sao? Không biết nha. Em dịnh dịnh này là gió thổi bay. Có vừa không ta? Mình ăn chim thôi, mình đâu ăn gỏi mấy đâu mà. Mà gỏi ngon. Thích gỏi hả? Cứ là phải trộn trong cái bọc này á. Nhiều dữ ta. Ủa? Là à là người ta quấn trong cái bọc này á hả? Ê gì? Ê gì? Gọi là dạ anh hiểu rồi. Người ta sợ để ngoài cái nhọn nhọn nó đâm vô cái này lủng nè. Quen hả? Không biết còn đi bảo người ta là không cho cái xiên. Cũng hên là chưa chửi. Nãy giờ tụi mình chưa chửi người ta. Mang tiếng chết. Do em có cái sáng kiến ống hút quá chứ không thôi là anh quay lại đó anh mắng vốn rồi. Thế giờ ông hút mình trở về vị trí được rồi đó. Xong rồi. Thế nhưng mà có khi nào chẳng may mà không tìm ra cái ống hút, anh quay đấy anh nói người ta xong rồi khi nào người ta chửi ngược lại mình giận không? Hôm qua ví dụ mình hỏi thì chắc là người ta chỉ, còn mình chửi thì người ta đánh mình. À. Thì ở đây đông nữa nha. Quê tứ thật. Chết. Khủng ấy. Giấy sao? Không có giấy. Không, để im nó không chạy đâu. Ok, đặt thôi, là nó không chạy qua đó đâu. Rồi, để lại. Để lại. Qua bữa tối của ngày hôm nay món nộm chim quen thuộc. Món bánh bột lọc nha. Bánh bột lọc. Nem chua rán. Tổng cộng có 4 món á. Nước nữa anh. Đúng rồi, hả? Nước. Nước là đồ uống. Là món ăn mà. Rồi anh ăn đi. Anh gì? Hai cái, hai loại nước chấm. Cái chấm cái nào ngon thì em chấm. Chút chút.
Cho em này hứng nè. Mấy đây hứng dính tay á. Hợp lý. Ta soi qua đây để thấy chuyện tình lãng mạn của đôi mình. À, người ta kiểm tra dưới cầu để người ta thấy đường để đi. Bây giờ anh ngồi đây anh thấy view ở đây thế nào? View ở đây hả? Đẹp. Em hỏi mà anh không thèm nhìn qua luôn. Hả? Chứ không phải là phải xem xét lại một lần nữa hả? View đây nào, đẹp. Người ta quay qua bên này, quay sang bên kia xem là như thế nào lại. Hả? Khả năng là có phải là nói giống kiểu như là cái gì cũng khen đẹp mà không chê xấu đâu không anh? Anh nói xem cái gì đẹp. Không, mà khi mà nhìn em ở giữa khung cảnh này cảm giác tuyệt vời thật. Ví dụ như nhìn em ở trong trong phố hay là trong quán ăn gì đó thì thấy đẹp một phần, thì ra đây đẹp độ đẹp tăng lên 10 phần. Xong rồi kiểu nó đã đẹp nó còn phải lạ nữa đúng không anh? Ờ, em lạ kiểu mà. Kiểu ngồi ở dưới là xoáy nước nó xoáy. Giống như kiểu là để ngắm được vẻ đẹp của em thì anh phải vượt qua được cái nỗi sợ này. Chứ không phải là ra đây ngồi nhìn mặt em hèn hẳn hả? Đâu. Tính ra cả hai đứa mình đều sợ độ cao của em. Thì mà nay em chọn chỗ như này sao anh có dám để em chọn chỗ nữa? Có chứ. Vẫn tin tưởng vậy luôn. Chỉ cần có em bên cạnh là được. Có gì là hẹn cùng nhau như lúc vừa rồi mới đến. Đúng rồi. Nè, gọi nè. Bơi luôn. Đây, anh nhúng máy rồi đã. Tính ra rất thiếu thốn nhưng lại rất đầy đủ. Cái này, cái nắp của cái sinh tố này. May hả? Ừ. Cái này tự nhiên trời mưa ha. Trời mưa đây chạy không kịp á. Còn em lần đầu tiên ngồi đây, khi sống ở Hà Nội mấy năm trời em thấy sao? Còn hôm nay tiếc nuối gì ra đây trễ không? Thật ra là ban đầu thì cũng nhìn cái chỗ này nó cũng hơi hèn nhưng mà thấy mọi người ngồi mình cũng mới ngồi. Ít nhất là nó giải đáp được cái thắc mắc của em là như thế này mà mọi người vẫn ngồi được, mọi người không sợ kiểu thứ nhất là nước này, thứ hai là đi qua là cầu nó rung này, mọi người không sợ này. Thôi hôm nay mọi người ngồi như thế thì mình cũng ngồi theo và được trải nghiệm rồi, nhưng mà hợp lý. Biết đâu là một là sau buổi hôm nay là sẽ không có lần nào ra đây ngồi nữa, hai là quen rồi là gia đình ngồi suốt được. Nhưng mà anh thấy chỗ này thoải mái nhất ở Hà Nội á. Thế à? Ừ, kiểu không, ít nhưng người. Mà nếu ngủ mặt đất thì ok hơn. Chưa quen à? Mát nhưng mà ngủ mặt đất vẫn ok hơn. Chứ em còn nghĩ là mọi người đây là cái chỗ bãi đá sông Hồng ấy, em còn nghĩ là nó gần đây cho mọi người sẽ ngồi kiểu... nghĩ là cái chỗ cắm trại ngay ở dưới đây thôi, nhưng mà không phải. Thế nào ở đâu? Mọi người hay cắm trại ở chỗ bãi đá sông Hồng. À. Và bãi đá sông Hồng nó không phải ở đây. Cái nhìn rất đùa. Mấy anh thò tay ra anh sợ bãi luôn. Nghe sao em vừa nghĩ thì anh cũng nghĩ vậy. À, những đứa sợ độ cao có suy nghĩ giống nhau ta. Ừ, tôi nhìn này. Hay ha. Hay ha.
Thế kể ra như kiểu mình như người rừng ấy, nhìn thấy cái gì cũng kiểu như người rừng kiểu nhìn cái gì nó cũng kiểu nó mới thôi, mình không biết về mấy cái đấy ấy, không mà nhìn y chang kiểu thấy mình có thủy ập xiếc. Mặc dù mình đã sống ở đây rất là nhiều năm rồi, em cũng nhìn thấy mấy cái nhưng mà chưa bao giờ thấy một cục này. Nhưng mà vậy là cái đấy người ta đi đâu vậy? Cái đấy là người ta đi đâu? Người ta đi về ga. Không đem theo cái gì hết, không đem theo mấy cái toa đằng sau. Thì toa đằng sau đang nằm ở ga trước, người ta chạy lên để người ta thồ đi. Chưa. Đây thì em nhìn tối như trong người kiểu chưa đi bao giờ nhưng mà đi đâu? Ở đó đi tàu đi đâu? Đi Hải Phòng. À. Bữa nào đi với anh đi. À, anh cũng thích đi tàu hả? Đúng rồi, cho anh trải nghiệm. Mà anh đi một mình anh không có lý do để đi. Anh có bị say xe không? Anh chạy xe được. Nhưng mà chạy xe được là không có nghĩa là không chạy xe. Anh ngồi ghế lái anh không say, anh ngồi ghế phụ ghế sau là anh say. Nó còn có kiểu nhưng mà đi tàu thì nó không nó đỡ hơn không? Nói chung là cũng hay thôi mà kiểu đi không mà mình được nhìn cảnh xung quanh ấy hay. Nhưng mà lúc đấy là bạn em đặt vé tàu. Nhưng mà không biết sao ấy, là mình cần chọn phải cái ghế mà nó sẽ ngược, nó ngược lại ấy. Nó cái đó chóng mặt lắm á. Nó sẽ chóng mặt hơn nhưng mà em không bị à. Mọi người sẽ bảo ngồi ngược như vậy sẽ bị chóng mặt hơn. Đúng rồi. Nhưng mà đen không biết làm sao để chọn nó ngồi đúng được ấy. Anh có biết cái nhóm nào gọi là cái hội cái hội người chỗ ngồi ấy. Khi cần em muốn đúng là anh sẽ đúng. Ờ. Chứ biết sao luôn bạn em nó cũng đi, nó cũng hay đi mà nó cũng không biết. Hả? Nhà cái chung cư này view đẹp ha. View là sông Hồng. Nhưng mà em không biết sao. Nhưng cả một cái quận nó đúng một mình đó. Cả một cái quận. Sang đây là kiểu như là thấy không có cái gì để chơi ấy, hay là do mình không biết. Long Biên công nhận cũng buồn, không có gì để chơi. Có cái Aeon là vui nhất thôi. Cái chỗ lúc nãy mình sợ người ta ngồi kính rồi đó. Sao? Cái chỗ lúc nãy mình sợ người ta ngồi kín rồi đó. Hết luôn. Ngồi mì mì bên kia luôn. Hồi nãy có một tốp công an bắt đi từ đây xuống hả? Đứng ở phía bên kia. Bắt không đợi nón thôi. Nhưng sao anh nhìn ra được vậy? Nãy đi ngang mà. Với em mọi thứ ở Hà Nội lạ lắm ha. Ôi không nhìn thấy thôi. Nhìn kìa. Giống nhau ha, thấy thoát là hư liền. Cái đó vô. Muộn rồi, người ta còn đi đâu chứ? À, giờ này mới gọi là giờ đi đánh bắt cá mà em. Cá ở đây á? Ừ. Buổi tối đánh bắt cá là vậy nhé. Bởi vì cá với lại một số loài nó sẽ thích ánh sáng. Đường mua bảo hiểm đứng chơi luôn. Tôi tưởng là người ta đứng, người ta thăm dò để có khi người ta ngồi đấy mà đứng nãy giờ luôn. Mà mát mà, ơi hít thở không khí là đúng bài. Suy nghĩ là
Có khi nào người ta cũng sợ giống mình, người ta đội cái mũ cho khác. Sắp chạy qua. Đèn tao đụng đó. Không ai mà sợ độ cao mà sợ nước nữa. Đúng rồi, em sợ cả. Sợ cả hai luôn hả? Em sợ nước hơn. Em sợ nước hơn hả? Có biết bơi không? Không biết bơi. Trời ơi, ảo thiệt ra chứ. Có như ngày xưa em có đi học bơi rồi. Nhưng mà vẫn không biết. Học 3 năm. Học 3 năm mà không biết bơi. Em lĩnh cao vậy á. Không, nhưng mà lúc đấy em vẫn qua môn nha. Hả? Em vẫn qua môn. Qua môn không? Lúc lót này à? Không. Không hiểu sao vẫn qua ấy, không nghĩ là kiểu bơi thì nó vẫn đi thôi nhưng sợ ấy. Kiểu mình không thể nào. Nói chung là học ba, gọi là 3 năm, không phải gọi là 3 năm, gọi là 3 khóa, nhưng mà 3 năm cấp 3 liền đều phải học. Mỗi năm một thể loại.